Chào các bạn, ở video này thì mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về phạm vi sử dụng của một biến trong CSS. Đó, thì để hiểu về cái khái niệm này, mình có ví dụ như sau. Mình sẽ tạo ra một cái trang là một trang tiếp theo. Exam2.html. Đó, mình sẽ tạo ra một file CSS đi, style.css. Trong trang exam2 này thì mình sẽ tạo ra cấu trúc trang HTML5 này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phạm vi sử dụng của một biến trong CSS. Đó, mình sẽ nhúng file style kia vào. Chúng ta viết tách biệt nó ra cho nó dễ quản lý CSS. Và chúng ta sẽ có file style như thế này. Ok chưa các bạn? Mình sẽ có một cái thẻ H1. Ví dụ như là học lập trình web tại Suntech.edu.vn. Đó, sau đó mình có một cái thẻ H2. Ví dụ mình sẽ có website sẽ là suntech.edu.vn chẳng hạn như vậy, https. Đó, ok chưa? Sau đó mình sẽ có một cái div item như thế này. Trong item này mình sẽ có một cái ví dụ như là h3. Đó là gì? Ví dụ như là css variable. Đó, và bên dưới mình sẽ có một cái thẻ a, nó sẽ là một cái thẻ là read more như thế này. Đó, ok chưa? Giả sử mình có hai cái item này, đơn giản như thế này thôi. Ok chưa? Thì để sử dụng được biến trong CSS thì chúng ta khai báo nó như thế nào? Như ở video trước thì chúng ta sẽ khai báo một cái selector root, và trong này ví dụ mình sẽ khai báo là text color như thế này. Text color mình để là red đi, chẳng hạn như vậy. Đó, ok chưa? Mình sẽ để là red. Và sau đó chúng ta sẽ khai báo cho H1. Chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ là color, và chúng ta sẽ gọi đến hàm var để chúng ta sử dụng cái text color kia. Đó, tương tự cho H2, H3. Đó, đây, H2, H3 ở bên trong. Đó, thì khi chúng ta chạy trang này lên, các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có nội dung của ba cái thẻ kia có màu đỏ như thế này. Đúng không các bạn? Đó. Ok chưa? Và một điều nữa đó là gì? Các biến mà chúng ta đang sử dụng ở đây là chúng ta đang khai báo nó ở trong root. Thì ở trong CSS, tất cả những biến được khai báo ở trong root thì nó có thể sử dụng ở mọi nơi. Có nghĩa là nó không có cái phạm vi nào cả. Tất cả mọi chỗ ở trên project của các bạn đều có thể sử dụng cái biến text color này. Đó, ok chưa? Giả sử ở trong item mình định nghĩa một cái, đây, trong item mình sẽ định nghĩa một cái background như thế này. Background là 0. Và trong item này mình sẽ định nghĩa ra một cái biến là border left đi. Đó, được chưa? Mình sẽ để là 2 pixel solid và nó có màu brown như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái border left cho H2. Thì đây mình sẽ để là border left sẽ bằng cái var border left như thế này. Đó, được chưa? Thì lúc này các bạn thấy là cái biến border left chúng ta không khai báo ở trong root nữa, mà chúng ta khai báo ở trong item. Đó, ok chưa? Và lúc này ở trong đây mình sẽ định nghĩa border cho H3, H2 và H1 nữa. Đó. Thì nếu chúng ta khai báo như thế này, lúc này chúng ta chạy nó lên. Các bạn thấy gì?
chúng ta có một cái borderless cho thẻ H3 ở đây như thế này. Mình tăng cái này lên là 5 đi để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Cho thẻ H3 đó, borderless có màu là brown, được chưa? Nhưng hai thẻ còn lại là H2 và H1 thì nó lại không nhận cái thuộc tính borderless đó. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái biến borderless khi chúng ta khai báo ở trong item thì biến này nó sẽ chỉ sử dụng được cho những cái thẻ nằm ở trong cái div có class là item thôi. Cụ thể là đây là chúng ta chỉ có thể sử dụng được cho H2 hoặc là H3 hoặc là thẻ A thôi. Ví dụ trường hợp thẻ A như thế này thì mình sẽ dùng được đó. Còn những cái thẻ khác nằm ngoài cái div item này thì nó sẽ không sử dụng được nhé các bạn. Đây, đối với thẻ A thì thẻ A này có dùng được hay không? Chúng ta chạy lên borderless, chỗ này chúng ta phải là var chứ, sorry các bạn, nó sẽ là borderless đó, được chưa? Thẻ A của chúng ta để display block đó, chúng ta chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là thẻ A này, thẻ A cũng phải dùng được chứ nhỉ? Borderless, à đây sorry các bạn, sẽ là borderless đây như thế này, sorry, chúng ta khai báo đặt tên nó bị sai đây đó, thì lúc này thẻ A của nó cũng sẽ nhận như thế này, được chưa các bạn? Nó cũng sẽ nhận như thế này đó. Thì từ đây các bạn rút ra được điều gì? Phạm vi sử dụng của biến trong CSS, thì đối với tất cả những biến được khai báo ở trong root thì phạm vi sử dụng của nó là gì? Nó sử dụng được ở mọi nơi đó, tức là nó là biến toàn cục, được chưa các bạn? Còn đối với những biến mà được khai báo ở trong những selector nhất định, đây ví dụ như selector item này, thì nó chỉ có tác dụng đối với những thẻ nằm ở trong cái selector đó, còn sử dụng ở bên những thẻ ở bên ngoài selector đó thì nó sẽ không hiểu. Đây ví dụ như H1, H2 nó nằm ngoài item đây thì nó sẽ không hiểu được cái thuộc cái biến borderless này, được chưa các bạn? Đó, nên khi chúng ta chạy lên các bạn nhìn thấy là mặc dù nó có set thuộc tính border cho cái này borderless cho cái này nhưng nó không có giá trị. Đây, nó hiểu cái này là cái tag thôi đó. Còn đối với thẻ H3 ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái var của nó này đó, borderless nhưng nó hiểu được cái giá trị này đó, ok chưa các bạn? Đó, thì đấy là cái phạm vi sử dụng của biến trong CSS. Thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây, các bạn hãy thực hành nó ở trên máy để có thể hiểu hơn cái phạm vi sử dụng biến trong CSS. Xin chào và hẹn gặp lại.